Em thì Tuyết sẽ muốn phỏng vấn một cô gái. Bạn này thì bằng tuổi Tuyết mọi người ạ, rất là nhỏ bé. Và xin lỗi Phương một chút, nhưng mà nói thật với Phương là với ấn tượng của Tuyết ý, thì Phương là một người không có ngoại hình. Mọi người có thể thấy rằng đây là một cô gái rất là nhỏ bé đúng không ạ? Phương có thể đứng lên đúng không ạ? Nhưng mà bật mí với mọi người, đây là một cái hình ảnh là phiên bản đẹp hơn của bạn ấy rồi đấy ạ. Tức là trước đấy khi bắt đầu cái công việc này thì bạn ấy còn không được như này cơ. Đấy. Thế thì với một cô gái như là Phương không có ngoại hình, với hơn nữa đây là một cơ hội kinh doanh đúng không Phương? Thế nhưng mà trước đấy thì Phương lại là không phải là cái người có một cái kinh nghiệm kinh doanh gì cả, mà Phương là xuất phát từ kế toán, thậm chí lại còn đến một cái tỉnh rất là xa, một miền quê Thái Bình rất là nghèo đúng không ạ? Thế thì lý do gì mà Phương lại chọn cái cơ hội này, và bạn lại còn đang có đội nhóm ở đây, và bạn lại cũng đang có những cái thành công bước đầu đây, thì bạn có thể chia sẻ được không? Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn câu hỏi của Tuyết và xin giới thiệu lại với mọi người là Phương, tên là Phạm Thị Phương, sinh năm 86, Phương tốt nghiệp Đại học Thương mại và sinh ra và lớn lên tại Thái Bình. Thì khi mà gặp cái cơ hội kinh doanh này ấy, thì Phương đến với cả Wide Team, TL Team và Unicity bằng việc là dùng chương trình chuyển hóa trước. Khi nhận được cái kết quả của chương trình chuyển hóa ấy, thì có một người cũng nói với mình về cái cơ hội này là nếu đây là một cơ hội kinh doanh thì em có muốn tìm hiểu không? Thì mình đến đấy, đến đến công ty, đến đến một cái sự kiện ấy thì chỉ là tò mò thôi. Và cái phần ba chìa khóa là trong suốt 12 năm làm kế toán ấy, thì Phương đã chuyển đổi rất là nhiều công ty, kể cả là làm ở những cái vị trí cao nhất nhưng mình vẫn chuyển đổi, nhưng mình không biết mình tìm kiếm cái gì. Lúc nào mình cũng tìm kiếm một công ty có thu nhập cao hơn, rồi mình cũng tự doanh nhưng mà mình không biết mình tìm kiếm cái gì, cho đến khi mình nghe thấy ba chìa khóa là thu nhập, là thời gian, là tài chính, thì nó là một cái gì đấy mà mình thấy nó khác biệt. Và lý do vì sao mà lúc đấy mình lại lựa chọn công việc này, nếu mà để nói là nó rất là với bản thân mình ấy, mình cao 1m48. Cái thời điểm bấy giờ ấy là tôi chưa dùng mạng Facebook mà chưa, có nghĩa là Facebook của Phương như Zalo chỉ có 350 bạn bè, nhưng chỉ có một cái thôi thúc duy nhất ấy là ở đây có ba chìa khóa. Sau đấy là tôi nhìn vào những người đã thành công đi trước, và có những người xuất phát điểm rất là cao, có những người mà họ có vô vàn nhiều cơ hội, họ rất là giỏi, thậm chí là ví dụ như chị Minh Tuệ cũng rất là đẹp đúng không, rất là giỏi. Lúc đấy thì Phương vào thì chị Tuệ cũng đã có những cái kết quả nhất định rồi, thì mình hỏi là thế vì sao họ có nhiều cơ hội như thế, họ lại chọn cơ hội kinh doanh này. Và có rất là nhiều những người giỏi nữa, cũng một người xuất phát từ Thái Bình là Phương cho Phương một câu hỏi, và rồi là bà mẹ bỉm sữa. Cái câu chuyện đầu tiên mà Phương nghe là một bà mẹ bỉm sữa ở nhà nhưng mà lại có ước mơ muốn mang đến cho hàng ngàn người có những kết quả như thế. Thì lúc đấy tôi bảo là Phương bảo là vì sao những người mà tất cả những xuất phát điểm như thế họ đều chọn cơ hội kinh doanh này, thì nó có thật sự đủ tốt hay không, mà sản phẩm vào người mình, sau đó mình mua sản phẩm cho gia đình của mình, thì tất cả mọi người đều có kết quả rất là tốt rồi. Thì bắt đầu Phương tìm hiểu từng bước một để tập trung duy nhất vào việc là cơ hội kinh doanh này có ba chìa khóa, và dần dần thì trả lời được câu hỏi là mình có làm được hay không. Rất là cảm ơn Phương. Một cô gái nhỏ bé đúng không ạ? Bạn đơn giản chọn thôi ạ, bởi vì nhìn thấy đơn giản là thấy có rất là nhiều người làm được, thì tại sao mình không làm được đúng không ạ? Thế thì bây giờ mọi người có muốn nghe thêm một cái góc nhìn khác không ạ? Đây là một người chị mà cô ấy là một cái người mà công tác trong một cái ngành mà gọi là cơ quan uy tín thứ ba. Và chị làm ở trong cái báo Đời Sống Và Pháp Luật. Chị thì là một người khá là nổi tiếng mọi người ạ, là chuyên viết về những cái công ty đa cấp không chân chính. Và khi mà đến với cơ hội kinh doanh này thì Tuyết biết rằng chị có rất là nhiều nghi ngờ. Thế thì Tuyết đang muốn đặt một cái câu hỏi cho chị, đấy là một cái người mà chuyên đi viết về những cái thứ mà nó không chân chính, đặc biệt là đa cấp, để có thể bảo vệ được người tiêu dùng, thì lý do gì chị lại chọn cái team này, lại chọn cái đội nhóm này, lại chọn cái Unicity này? Thế thì chị có thể chia sẻ được không ạ? Cảm ơn Tuyết. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kim Thoa, sinh năm 85.
Thì cái lý do mà tại làm sao mà mình chọn ở đây ấy, thì ngày xưa thì mình cũng viết rất là nhiều những cái dạng bài về những cái thực phẩm chức năng giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng, cũng như là những cái công ty network marketing trá hình. Thì chính vì mình đã thâm nhập rất nhiều những cái công ty như thế, thế cho nên là bản thân mình cũng có những cái kỹ năng để mà mình hiểu được rằng là một cái công ty network marketing chân chính thì nó là như thế nào. Thì ở cái thời điểm đó khi mà mình tìm hiểu về Unicity thì mình thấy là wow, nó là một trong 20 công ty được nhà nước cấp phép, đúng không ạ? Còn đó, tất cả những cái công ty thực phẩm chức năng giả mà mình đã đi trực tiếp đến nơi ấy, thì mọi người có biết không, nó sẽ là đồng không mông quạnh, hoặc là một cái tòa biệt thự nào đó, chắc chắn là không phải công ty rồi. Còn ở đây thì sao ạ? Khi mà muốn tìm hiểu công ty, mình có lên trên số 9 Duy Tân, cực to và cực đẹp. Bắt đầu bước vào thì mọi người có biết là mình thấy cái gì không ạ? Mình thấy 17 sản phẩm được nằm trong dược điển thư. Có nghĩa là những cái dược điển thư đấy, khi mà chị tìm hiểu ấy, thì chị phải biết là cái sản phẩm nó phải cực kỳ là khó thì nó mới được nằm ở trong đó. Nó đánh gục chị luôn. Nói chung là chị không còn một cái gì để lăn tăn nữa, và thật sự là đánh gục chị luôn. Còn đâu, lý do tại sao chị lại chọn, bởi vì là chị muốn cuộc sống của chị an toàn. Là muốn có cuộc sống an toàn, đúng không ạ? Tức là được sử dụng cả những cái sản phẩm mà đã được một cái bên thứ ba người ta bảo hộ cho mình, đúng không? Và thực ra là cái sản phẩm của mình thì nó cũng được nhập khẩu chính ngạch và được nhà nước Việt Nam của chúng ta là Bộ Công Thương cấp phép, đúng không ạ? Đúng không? Để bảo vệ cho người tiêu dùng, đúng không ạ? Thế thì mọi người có thấy rằng đây là một cái người vô cùng logic không mọi người? Tìm hiểu, đúng không ạ? Phải tìm hiểu chân tơ kẽ tóc, đúng không ạ? Tìm hiểu nó phải có thật, đúng không ạ? Chứ nó không phải là đồng không mông quạnh, đúng không ạ? Không phải nghe nói. Không phải nghe nói, đúng không ạ? Và thậm chí là chị cũng là cái người đang sử dụng những cái sản phẩm và cái giải pháp ở trong cái chương trình này, đúng không ạ? Đúng rồi. Và chị ngồi đây thì có phải là người... Mọi người nếu mà không tin mình là người thật việc thật có thể lên ôm mình một cái ạ. Rất là ngắn gọn, đúng mọi người. Thực ra thì Tuyết muốn là Phương với lại cả chị Thoa là có thể chia sẻ được nhiều hơn, nhưng mà lát nữa thì có thể mình sẽ quay lại hỏi mọi người được không? Ok, thế thì bây giờ đến một người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh Tuyết. Tuyết rất là ngưỡng mộ cô ấy mọi người ạ. Chắc hẳn là nếu như các bạn là ở Hà Nội và thậm chí là chúng ta là phụ nữ, chắc chắn là mọi người sẽ không xa lạ gì cô gái này. Gọi là cô gái bởi vì trẻ quá nhưng hơn tuổi Tuyết mọi người ạ. Và chị là một người khá là nổi tiếng đấy mọi người ạ. Và một cái người mà khá là thành công ở bên ngoài, và thậm chí là có rất là nhiều cái sự có những cái cơ hội dành cho chị để chị có thể có được một cái cuộc sống tốt hơn, để có được thu nhập tốt hơn. Thế nhưng mà tại sao một cái người có nhiều cơ hội như chị lại chọn về cái nhượng quyền này, lại chọn cái đội nhóm này? Mà em biết rằng là ở ngoài kia chị là đã hợp tác với rất nhiều đối tác, họ vừa có sự nổi tiếng và tất nhiên là họ rất là giỏi. Thế thì tại sao chị lại chọn là hợp tác, trở thành đối tác của đội nhóm này ạ? Xin mời chị ạ. Okay. Cảm ơn Tuyết về câu hỏi. Xin chào tất cả mọi người, và ngày hôm nay thì Phúc có một cái cảm xúc vô cùng hạnh phúc khi mà được hiện diện ở đây. Và cách đây đúng 2 năm mọi người ạ, mình cũng giống như các bạn, đi đến cái buổi tiệc này từ cái lời mời của người bảo trợ của mình. Và lúc đó thì nó cũng mông lung lắm. Thế nhưng mình với tất cả những cái thứ mà mình nghĩ rằng là ngày hôm nay mình có, thì mình sẽ trả lời trọn vẹn cái câu hỏi của Tuyết dành cho mình, để mọi người có thể biết đâu đấy có một cái thứ gì đấy thật sự giúp cho mọi người thay đổi cuộc sống của mọi người khi mà mọi người đi về. Thì lý do vì sao mà chọn thì như này. Mình cũng xin giới thiệu, mình là Hà Minh Phúc. Và như Tuyết có nói thì mình có xây dựng và kinh doanh một chuỗi cửa hàng thời trang thiết kế. Và cái lúc mà thành công nhất thì lúc đó mình phát triển được 13 showroom. Và nhãn hàng của mình thì dành cho gọi là thời trang che khuyết điểm. Và mọi người hình dung rằng là với một cái thời gian mà mình kinh doanh rất là lâu và cũng đặt cái sự uy tín lên hàng đầu, chính vì thế mà mình đúng là mình có rất là nhiều những cái mối quan hệ, để khi mà cái công việc thời trang của mình có những cái sự khó khăn ý, thì mình có thể chuyển sang những cái công việc khác để có hiệu quả hơn. Thế nhưng mà lý do vì sao chọn thì thật sự mọi người ấy, lúc đấy thì phải nói thật là vì xấu quá. Mặc dù là chủ một thương hiệu thời trang che khuyết điểm thật, thế nhưng mà lúc mà bắt đầu thấy cơ thể mình lão hóa
tức là ngoài 35 tuổi ấy, thì thực sự là mình không còn nhận ra mình nữa. Thế thì khi đó mình bắt đầu mình đi tìm cái sự chăm sóc sức khỏe với một cái cú hích lớn hơn. Đấy chính là cái biến cố về sức khỏe của người bố đẻ mình, là ông phát hiện là bị ca dạ dày. Và từ đó thì thật sự mà nói là phúc cái bữa tiệc ngày hôm nay, đúng không ạ? Mọi người đến đây với một cái chủ đề là tin vào ước mơ, thì nó cũng giống như một cái sự hy vọng ấy, và một cái điều kỳ diệu nó sẽ luôn có khi mà chúng ta khao khát đi tìm nó. Thế thì mọi thứ đến và Covid lại tiếp tục đến, thì nó đẩy cái công việc kinh doanh của mình đến một cái khủng hoảng. Và trong cái thời điểm Covid thì mình không có làm gì cả, thì lúc đó mình biết đến cái giải pháp này. Và mình cũng giống như chị Thoa, cũng giống như Phương, đó là biết đến giải pháp này và chọn về chìa khóa về sức khỏe đầu tiên. Thì khi mà mình có được cái kết quả đó ấy, thì mình thấy được rằng là đây là một cái cơ hội kinh doanh mang đến cho mình một cái kết quả khổng lồ mọi người ạ. Bởi vì thương hiệu thời trang May Hau của Phúc ấy chỉ giải quyết được đúng một vấn đề, đấy là che khuyết điểm bằng thời trang. Thì mình đã có một tệp khách hàng rất lớn và phát triển rất nhanh. Thế nhưng nếu như mà cái giải pháp này nó giúp cho mình có được đầu tiên là hình thể, sau đấy là cái việc bảo vệ sức khỏe ấy, khỏi những cái vấn đề về mãn tính không lây, thì mình thấy rằng là nó là một đại dương rất là lớn. Và tất nhiên với một cái người có cái óc kinh doanh giống như mình thì mình chắc chắn sẽ không lựa chọn những cái công việc mà nó không đủ tốt. Và khi đó thì mình bắt đầu tham chiếu là những cái người bạn mà mình mà Tuyết có nói đến, đấy là cái sự uy tín ấy, thì các chị đúng là có thể đưa đến cho mình rất nhiều các cơ hội để có thể kiếm được tiền. Thế nhưng mình nhìn thấy rất rõ ràng rằng là các anh chị đang đánh đổi sức khỏe và thời gian rất là nhiều. Mà cái mà mình hướng đến đấy là hạnh phúc thật sự, thì nó lại cần cả ba chìa khóa đến cùng một lúc. Đó chính là một cái dòng tiền đến từ thu nhập thụ động đủ lớn để chi trả cho cái cuộc sống mà mình mơ ước. Thì lúc đó mình mới có được tự do trên một cái nền tảng của sức khỏe hoàn hảo. Thì lúc đó mình si rất là nhiều và mình quyết định lựa chọn đây là cái sự nghiệp cuối đời, từ giờ đến cuối đời của mình. Thì nó cũng chính là cái câu trả lời lý do vì sao. Thì mình thấy duy nhất chỉ có ở đây mới có thể giúp cho mình có được cái sự hạnh phúc toàn phần 100%. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị Phúc. Cảm ơn cái phần chia sẻ của chị. Mọi người có thấy rằng cái phần chia sẻ của chị Phúc có phải là những thứ mà mọi người cũng đang đi tìm không ạ? Mọi người có thấy điều đấy không ạ? Có phải là chúng ta đang đi tìm một cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn không ạ? Là một cuộc sống mà chúng ta có đầy đủ ba chìa khóa đến cùng một lúc không ạ? Và tôi rất là thích cái phần chia sẻ của ba chị ở đây. Thì những cái phần chia sẻ của ba chị đều là những cái phần đến từ những cái góc khác nhau đúng không ạ? Và tất cả những con người ngồi ở đây ngày hôm nay thì Tuyết tin rằng là tất cả mọi người cũng sẽ không có những cái xuất phát điểm giống nhau, đúng không ạ? Chúng ta không thể có một cái phiên bản nào giống chúng ta ngoài chúng ta trên trái đất này, đúng không ạ? Thế thì vậy thì chúng ta đang mong muốn điều gì ạ? Và chúng ta muốn nhận được những cái điều gì trong cuộc sống này? Thì Tuyết rất mà muốn mọi người, ba chị, ba bạn này có thể chia sẻ một cái ngắn gọn thông điệp nào đấy, chỉ một rất ngắn thôi nhá, thì là các ba sẽ chia sẻ những cái thông điệp mà muốn gửi tới tất cả mọi người ở đây, được không ạ? Xin mời chị Thoa đầu tiên ạ. Mình nghĩ rằng là nếu như trong cuộc sống này ấy, công việc của các bạn, tư duy của các bạn đang không mang lại cho các bạn cái cuộc sống mà các bạn mong muốn, thì khi một ai đó trao cho mình một cơ hội nào đó thì mình đừng lắc đầu, được không ạ? Đúng không ạ? Có thể cho chạm bằng tay được không ạ? Tại vì ấy, cơ hội đến với chúng ta ấy, nó sẽ không đứng ở đó để chúng ta ngó nghiêng, quay đi quay lại rồi quay lại tìm, nó sẽ đứng ở đấy. Cơ hội đến với chúng ta chỉ một lần duy nhất trong đời thôi. Và đôi khi ấy, chọn nhanh không phải là hồ đồ, mà nghĩ lâu ấy chưa phải là cẩn thận. Đó là tất cả những gì hôm nay mình muốn gửi đến mọi người. Cảm ơn chị Thoa. Mọi người có thể cho chị Thoa một tràng pháo tay được không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều. Mời Phương. Phương muốn chia sẻ cái thông điệp cho mọi người là khi chúng ta sinh ra ấy, là chúng ta đã là người chiến thắng rồi. Và trong cuộc đời này lúc nào chúng ta cũng cần nỗ lực. Chúng ta nỗ lực mỗi ngày, kể cả như Phương 12 năm kế toán, mỗi ngày đi làm thì sáng dậy để mà phi từ nhà đến cơ quan qua tất cả các cung đường. Thực ra là một thói quen 12 năm nên mọi người cứ nghĩ đấy là những việc bình thường, và đấy là cuộc sống
bình thường trôi qua, nhưng thực ra là chúng ta nỗ lực mỗi ngày đúng không ạ? Và nếu cũng cùng một công nỗ lực ấy, thì chỉ có ở đây, chỉ có cái sự nỗ lực ở đây chúng ta mới có thể có được đích đến là cuộc sống hạnh phúc, là 100% hạnh phúc với ba chìa khóa sức khỏe, thời gian và tiền. Và chỉ có ở đây thì khi mà với cái chìa khóa thu nhập ấy, chúng ta mới có thể tự do để xây dựng lối sống mà chính chúng ta mơ ước, giống như cái chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề về giấc mơ, chúng ta hãy tự tin để mà nhìn vào chính cái giấc mơ của chúng ta từ ngày chúng ta còn bé, giấc mơ thực sự mà chúng ta khao khát về cuộc sống. Cơ hội ở đây có thật, cơ hội ở đây có khó không thì chắc chắn cũng cần nỗ lực để có được như chị Tuệ, để có được như những người đi trước là cần nỗ lực. Nhưng ở đâu cũng là cần nỗ lực ấy, thì chúng ta hãy nỗ lực ở đây để chúng ta có được một cái mà chỉ có ở đây mới có được, như chị Phúc vừa mới chia sẻ trong phần chia sẻ của chị Phúc. Thì đấy là thông điệp mà Phương muốn gửi đến mọi người. Rất là cảm ơn Phương. Mọi người hãy cho Phương một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Lớn hơn nữa được không ạ? Một cô gái bé nhỏ và cái sự nỗ lực của cô ấy để ngày hôm nay cô ấy đã có những cái thành công đầu tiên ở đây. Xứng đáng thêm một tràng pháo tay nữa được không ạ? Và xin mời chị Phúc ạ. Còn mình thì muốn gửi gắm đến tất cả mọi người, đó là cuộc sống chúng ta có quyền được lựa chọn. Làm gì đôi khi không quan trọng bằng việc là để làm gì. Tất cả mọi xuất phát ý, hãy chọn từ đích đến mà bạn muốn là một cuộc sống hạnh phúc 100%, hoàn toàn là quyền lựa chọn của các bạn. Rất là cảm ơn. Hello. Và ngay sau đây thì Tuyết rất là muốn có thể là tổng kết lại một chút được không ạ? Thì mọi người có thể nghe thấy rằng là với ba góc nhìn này, chúng ta đều nhìn thấy rằng họ là những người đã dám lựa chọn đúng không ạ? Và trong cuộc sống này của chúng ta thì chúng ta có rất nhiều lần lựa chọn. Thế nhưng mà chúng ta có một cái sự lựa chọn chúng ta không bao giờ thay đổi được. Mọi người có biết đó là gì không ạ? Đó là nơi chúng ta sinh ra. Chúng ta không được chọn bố mẹ đúng không ạ? Chúng ta không được chọn môi trường chúng ta được sinh ra đúng không ạ? Thế nhưng mọi người có đồng ý rằng là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn được là cái phong cách sống, chúng ta sống ở đâu, chúng ta trở thành ai, chúng ta là những con người có giá trị hay không, chúng ta là ai trên cái cuộc sống này, thì chúng ta có phải là sẽ được hoàn toàn lựa chọn không ạ? Và có phải các bạn ngày hôm nay là những lựa chọn của quá khứ không ạ? Và mọi người có biết rằng là ba con người này, họ là những cái người mà trước khi biết về cái nhượng quyền ở đây, họ luôn luôn phải đánh đổi hai cái thứ. Đấy là thời gian và sức khỏe. Mọi người nghe thấy hai cái thông tin này khi qua các cái lý do đúng không ạ? Người thì chọn về sức khỏe, người thì chọn về tầm nhìn đúng không ạ? Người thì mong muốn có được một cái cuộc sống lựa chọn, và tất nhiên là phải có thời gian đúng không mọi người? Thế nhưng mà trước khi đến với cái nhượng quyền này, họ luôn luôn phải đi đánh đổi hai cái thứ hữu hạn đấy, là thời gian và sức khỏe. Mọi người cho Tuyết hỏi một câu ạ. Thời gian trôi qua một phút rồi có lấy lại được không ạ? Không đúng không mọi người? Mọi người có thể trả lời to được không ạ? Có lấy lại được không ạ? Không. Dù có giàu đến mấy cũng không mua lại được đúng không ạ? Có thể mua lại được cái thời gian đã qua khi mà con cái của chúng ta đã lớn lên rồi không ạ? Có bắt được con mình là dừng lớn đi để cho mẹ phát triển đã rồi mẹ sẽ quay về chơi với con không? Có thể nói rằng là bố mẹ ơi đừng già đi, chờ con thành công rồi con báo hiếu cho bố mẹ không ạ? Không đúng mọi người. Chúng ta quyết định với cái điều đấy đi ạ. Vậy thì sức khỏe, cái sức khỏe của chúng ta nó như một quả cầu pha lê ấy mọi người. Nó rơi xuống đất rồi nhẹ nhàng thì nó nứt đúng không ạ? Thế đi viện cấp cứu tí rồi ôi cô được rồi về, chưa chết đúng không ạ? Chưa chết nhưng mà gọi là thôi vẫn gọi là khỏe, vẫn về đi làm được gọi là khỏe. Nhưng đấy nó là những cái vết dạng đúng không ạ? Thế nhưng có những cái biến cố mà nó rơi xuống đất nó vẫn tan tành, đúng không ạ? Và chiếc giường đắt giá nhất có phải là giường bệnh không mọi người? Có bao nhiêu tiền có thể mua lại được sự sống lại không ạ? Không đúng không mọi người? Vậy chúng ta lại xác định luôn ạ, đấy là chúng ta không mua được cái sức khỏe đúng không mọi người? Vậy thì hai cái thứ đó nó là cái những thứ hữu hạn. Vậy mà chúng ta mang hai cái thứ đó để đánh đổi một thứ duy nhất là tiền. Và tiền thì nó lạm phát đúng không mọi người? Tiền in ra được đúng không ạ? Thế nhưng tiền thì lại không mua được hai cái thứ đó. Thì mọi người có thấy rằng chúng ta đang ở trong một cái vòng đua chuột không ạ?
mãi mãi không bao giờ có được cái thứ mà mình muốn, đúng không ạ? Vậy thì ở đây, một cái nơi mà hoàn toàn có thể cho mọi người không còn cái sự đánh đổi đấy, mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn thời gian để Phương có thể ở bên bố mẹ này, đúng không ạ? Chị Phúc có thể dành ở bên gia đình này, và tất cả mọi người cũng vậy. Thời gian ở trong tâm tưởng ấy, chúng ta thích ở bên ai thì người thì chúng ta ở bên người đó. Và chúng ta có cái sự sức khỏe, đúng không ạ? Chúng ta chăm sóc bằng các sản phẩm ở đây, đúng không mọi người? Chúng ta có giải pháp ở đây, đúng không ạ? Và đặc biệt là khi chúng ta có ở đây, cái thứ mà tất cả những người nhìn ở đây á, đấy là sự thành công của những người đi trước. Họ có một cái dòng thu nhập. Và thu nhập đó, giống như chị Phúc nói, là nếu như nó có thể đủ chi trả cho cái lối sống mà mình mơ ước, thì có phải là mình có được một cái lối sống mà, hay là một cái cuộc sống tự do không lo nghĩ không ạ? Thế mọi người có muốn có cuộc sống như thế không ạ? Vậy thì mọi người đã biết sự lựa chọn như thế nào rồi chưa ạ? Vậy mọi người muốn có sự thịnh vượng này không ạ? Nếu nấc thang là từ 1 cho đến 100% hạnh phúc, và chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn, chúng ta chọn bao nhiêu ạ? 100%. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ.